cập nhật về tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do gọi tắt là FTA giữa Việt Nam và EU trong buổi hội thảo diễn ra vào sáng nay. Đại diện vụ thị trường châu Âu Bộ Công Thương cho biết vòng đàm phán thứ 8 vào ngày 28 tháng 6 năm 2014 đã có nhiều tiến triển. Nhiều kỳ vọng hiệp định này sẽ kết thúc theo đúng lộ trình đã đặt ra, tức là vào tháng 10 năm nay. Không chia sẻ cụ thể kết quả của vòng đàm phán gần đây nhất, như ông Lê Kỳ Anh, đại diện phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam cho biết, hôm 28 tháng 6 vừa qua, đoàn đàm phán Việt Nam và EU đã bàn đến những vấn đề sâu hơn như sự sẵn lòng của Việt Nam khi mở cửa thị trường mua sắm dịch vụ công, sự tuân thủ và đảm bảo cao nhất quyền sở hữu trí tuệ. Cả hai bên đã nhất trí đẩy nhanh tiến trình đàm phán để kết thúc FTA Việt Nam-EU vào khoảng tháng 10 năm nay, trước thời điểm EU thay đổi nghị viện và cơ cấu lãnh đạo. Như vậy, Việt Nam sẽ trở thành một trong những quốc gia đầu tiên có ký FTA với EU sau Hàn Quốc và Singapore. Liên quan đến nhận định sự khác biệt quá lớn về trình độ phát triển giữa hai bên có thể bất lợi cho phía kém phát triển hơn, ông Lê Kỳ Anh cho rằng phía Việt Nam vẫn có nhiều lợi thế khi ký FTA với EU vì nền kinh tế hai nước không mang tính cạnh tranh. Có rất nhiều lời phàn nàn rằng là những hiệp định trước đây không đem lại lợi ích cho Việt Nam. Tại sao? Tại vì chúng ta đã ký kết những hiệp định với những nền kinh tế giống chúng ta quá. Những nền kinh tế mà cũng phụ thuộc vào thâm dụng lao động, cũng phụ thuộc vào xuất khẩu những mặt hàng chủ lực nông lâm thủy sản chẳng hạn. Thì chúng ta ký với họ mà thậm chí chúng ta còn không cạnh tranh lại với họ thì đương nhiên chúng ta thua trên sân nhà. Nhưng châu Âu họ không sản xuất cà phê, họ không sản xuất gạo. Họ không, đồ thủy sản của họ có làm thì ở một cái ngưỡng nào đó thôi. Còn thực ra là họ phải nhập đồ thủy sản của chúng ta. Thì làm sao họ cạnh tranh với chúng ta được? Và một hiệp định tự do mậu dịch với những nước mang tính bổ sung như thế chỉ có lợi. Theo các thông tin đã được công bố, sẽ có khoảng hơn 90% các sản phẩm của Việt Nam xuất khẩu sang EU được hưởng thuế suất 0% và nhiều rào cản thuế quan sẽ được dỡ bỏ sau khi FTA Việt Nam-EU có hiệu lực. Ước tính, luồng thương mại giữa hai nước sẽ tăng 30-40% năm sau đó.